Theo một thông báo của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, binh sĩ Israel đã vượt qua đường giới tuyến xanh Blue Line, phân chia lãnh thổ giữa Israel và Liban và tiến quân vào một căn cứ của Liên Hợp Quốc ở phía nam biên giới Liban. Theo lực lượng này, thì việc xâm phạm và tiến vào căn cứ của Liên Hợp Quốc là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc UNIFIL cho biết, mặc dù lực lượng gìn giữ hòa bình đã được điều động tới nơi trú ẩn an toàn, hai xe tăng Merkava của quân đội Israel đã phá hủy cổng chính vào căn cứ trên và tiến vào đó, đồng thời nói thêm binh lính Israel đã tắt đèn căn cứ. UNIFIL cho biết quân đội Israel cố ý tấn công một số đồn quân sự của UNIFIL. Ít nhất 5 binh sĩ UNIFIL đã bị thương nhẹ trong một loạt các vụ việc gần đây, trong đó có cả các vụ nổ súng mà Liên Hợp Quốc không đổ trách nhiệm cho Israel hay Hezbollah. UNIFIL nhấn mạnh việc họ xuất hiện tại đây để nhằm đảm bảo quyền tự do di chuyển trong khu vực và yêu cầu quân đội Israel cùng các bên khác thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an toàn và an ninh cho nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc, cũng như tôn trọng quyền bất khả xâm phạm của các cơ sở Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Netanyahu cho hay Israel lấy làm tiếc vì đã gây thương tích cho lực lượng gìn giữ hòa bình và đang làm mọi cách để có thể ngăn chặn những vụ việc như vậy. Nhưng cách đơn giản và rõ ràng nhất để đảm bảo điều này là đưa họ ra khỏi vùng nguy hiểm. Tối qua, Hezbollah đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái UAV và phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự ở Israel, khiến cho hàng chục người thương vong. Sau vụ việc, phong trào Hezbollah tiếp tục cảnh báo sẽ tấn công Israel nhiều hơn nếu như nước này tiếp tục chiến dịch ở Liban. Hezbollah đã tấn công doanh trại của lữ đoàn Golani ở thị trấn Binyamina, miền bắc Israel vào tối 13 tháng 10, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Đây được cho là cuộc không kích hiếm hoi vào lãnh thổ Israel gây ra số thương vong lớn như trên vì các hệ thống phòng không của Israel thường đưa ra cảnh báo trước các cuộc tấn công như vậy. Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, điều tra ban đầu cho thấy ít nhất 2 thiết bị bay không người lái di chuyển từ Liban và tiếp cận Israel từ biển Địa Trung Hải. Một thiết bị bay không người lái đã bị ngăn chặn, nhưng quân đội Israel không truy tìm ra được chiếc còn lại. Khoảng 1 giờ sau cuộc tấn công này, quân đội Israel tuyên bố rằng một thiết bị bay không người lái khác từ Liban đã bị đánh chặn tại vịnh Haifa ở miền bắc Israel. Phát biểu trong chuyến thăm Iraq, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã sẵn sàng cho chiến tranh nhưng không tìm kiếm điều này. Iran cho biết nước này không đặt ra làn danh đỏ trong việc tự vệ trước một cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Israel. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, khu vực Trung Đông vẫn trong tình trạng báo động cao khi Israel đe dọa trả đũa việc Iran phóng loạt tên lửa tầm xa vào Israel ngày 1 tháng 10 vừa qua. Ngoại trưởng Iran khẳng định chiến tranh, xung đột và các hoạt động của Israel chống lại người dân Gaza và Liban phải dừng lại. Như tôi đã nói, khu vực này đang trong khủng hoảng và nguy cơ xung đột cũng như căng thẳng gia tăng là rất cao. Chiến tranh, xung đột và các hoạt động của Israel chống lại người dân Gaza và Liban phải chấm dứt. Theo ông Araghchi, Iran đã chuẩn bị cho mọi tình huống và gián tiếp cảnh báo Mỹ trước động thái nước này triển khai quân đội ở Israel để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD. Chúng tôi đã hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc xung đột quân sự. Chúng tôi không sợ chiến tranh, nhưng chúng tôi không mong muốn chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình và chúng tôi sẽ tìm kiếm một nền hòa bình công bằng ở Liban và Gaza. Theo các nhà phân tích, bình luận của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dường như nhằm phản bác lại những ý kiến cho rằng Iran sẽ hứng chịu một cuộc tấn công của Israel mà không có phản ứng nào như những gì diễn ra hồi đầu năm nay. Trước đó, các quan chức Mỹ cho rằng Israel đã thu hẹp mục tiêu tấn công trả đũa Iran, dự kiến tập kích các căn cứ quân sự và hạ tầng năng lượng của Iran. Không có dấu hiệu nào cho thấy Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân hoặc ám sát các quan chức ở Iran. Cảnh sát Mỹ đã kịp thời phát hiện và chặn đứng âm mưu thứ ba nhằm ám sát cựu Tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động tranh cử ở California. Theo cảnh sát, một người đàn ông mang theo súng bị bắt gần cuộc vận động tranh cử của ông Trump. Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Riverside cho biết Van Miller, một cư dân Las Vegas 49 tuổi, đã bị bắt tại một trạm kiểm soát bên ngoài địa điểm tổ chức sự kiện vận động tranh cử hôm 12 tháng 10 ở bang California, Mỹ. Miller bị bắt với một khẩu súng ngắn sở hữu bất hợp pháp, một khẩu súng lục đã nạp đạn và một băng đạn dung lượng lớn. Cảnh sát trưởng hạt Riverside Chad Bianco cho biết Miller đang âm mưu ám sát ông Trump nhưng thừa nhận đó chỉ là suy đoán. Những gì chúng tôi biết là hắn xuất hiện với nhiều hộ chiếu, với nhiều tên khác nhau, một chiếc xe không đăng ký với biển số giả và súng đã lên đạn. Nếu bạn hỏi tôi ngay bây giờ, có lẽ cảnh sát đang ngăn chặn vụ ám sát thứ ba.
Nghi phạm đã bị bắt với cáo buộc mang súng đã nạp đạn nhưng được tại ngoại và sẽ hầu tòa vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Sở Mật vụ Mỹ cho biết đã nắm thông tin về sự việc, thêm rằng cựu Tổng thống Trump và những người dự meeting đều không gặp nguy hiểm.